Thưa quý vị và các bạn, còn hơn chục ngày nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng so với mọi năm thì thị trường bánh Trung Thu năm nay bắt đầu sớm hơn với mẫu mã và chủng loại phong phú của nhiều hãng bánh truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, bánh Trung Thu truyền thống vẫn không bị giảm giá trị và đang có chiều hướng được ưa chuộng hơn. Tuổi thơ Việt Nam nói riêng hay mỗi người Việt Nam nói chung, không ai có thể quên được không khí vui tươi hồn nhiên của ngày Tết Trung Thu với những trò chơi dân gian độc đáo như rước đèn ông sao, đèn kéo quân, múa kỳ lân và cuối cùng là vui phá cỗ Trung Thu. Cỗ Trung Thu hầu như không bao giờ thiếu được hương vị quê hương. Đó là những chiếc bánh dẻo, bánh nướng truyền thống và vài quả bưởi từ vườn nhà. Không biết có từ bao giờ, nhưng theo sử sách thì Tết Trung Thu đã có cách đây ít nhất 2.000 năm. Từ thời cổ xưa, các vị vua chúa đã có tục lệ tế mặt trăng vào mùa thu. Ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm là chính giữa mùa thu, được coi là ngày lành để làm lễ tế thần mặt trăng. Trong lễ tế này không thể thiếu được chiếc bánh hình mặt trăng mà ngày nay chúng ta gọi là bánh dẻo, bánh nướng. Theo khẩu vị truyền thống của người Việt Nam thì những chiếc bánh dẻo, bánh nướng phải làm bằng bột nếp trắng tinh nhồi với nước đường, đỗ xanh hòa với nước hoa bưởi thơm đúc trong khuôn gỗ hình tròn, thường có hoa văn theo từng tầng cánh một. Những chiếc bánh này được làm từ sản phẩm cấy cày và trồng trọt của người nông dân. Thành quả lao động của họ được đúc kết lại bằng chiếc bánh dẻo tròn, thể hiện hình dáng của vầng trăng thu lớn, mang biểu tượng của ý nghĩa đoàn viên gia đình và đặc biệt là tình cảm khăng khít vợ chồng con cái. À, thấy cái truyền thống về ngày Tết Trung Thu của mình có bánh trung, có bánh nướng và bánh dẻo thì bao giờ? Tôi thì thấy có từ lâu lắm rồi, ngay từ khi còn nhỏ thì là đã được bố mẹ là tổ chức bánh Trung Thu và lúc nào cũng có bánh nướng bánh dẻo. Năm nào chúng tôi cũng tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu và năm nào cũng mua bánh nướng bánh dẻo. Nhưng mà đặc biệt thì gia đình nhà tôi thì cứ dùng bánh nướng bánh dẻo và cái hương vị của truyền thống. Theo xu hướng phát triển của nền kinh tế mở hiện nay thì bánh Trung Thu không còn là sản phẩm độc quyền của các gia đình, của làng nghề làm bánh truyền thống nữa. Bánh Trung Thu là sản phẩm hàng hóa của nhiều cá nhân, công ty sản xuất bánh kẹo trong cả nước. Tuy nhiên, những chiếc bánh mang hương vị truyền thống vẫn được nhiều người ưa chuộng. Mỗi một vùng quê có một đặc trưng riêng và bánh Trung Thu cũng vậy. Trên thị trường bánh Trung Thu hiện nay có nhiều chủng loại, hình thức mẫu mã phong phú của nhiều hãng như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị, Hải Hà, v.v. Nhưng người Hải Dương hầu như ai cũng biết đến hương vị truyền thống bánh Trung Thu Hữu Bình. Bánh Trung Thu Hữu Bình đứng vững trên thị trường hiện nay bằng chất lượng sản phẩm và bí quyết truyền thống. Với truyền thống gia đình làm bánh lâu năm của gia đình chúng tôi, năm nay Tết Trung Thu truyền là gia đình chúng tôi vẫn tiếp tục phát huy những cái mặt thế mạnh của gia đình chúng tôi như là bánh nướng, bánh dẻo, rồi phục vụ cho Tết Trung Thu cổ truyền. Ngoài ra, chúng tôi còn phát triển phong phú thêm những mặt hàng như bánh nướng đậu xanh, bánh sầu riêng, bánh nhân dừa, bánh dẻo chay, dẻo đậu xanh, dẻo cẩm, và các mặt hàng khác để làm đáp ứng tốt mọi đối tượng của cộng đồng dân cư. Ngoài ra, ngoài những yếu tố trên ra thì theo xu hướng giảm béo, giảm ngọt hiện nay của mọi đối tượng, gia đình chúng tôi cũng đã giảm béo, giảm ngọt đến mức tối đa nhất trong sản phẩm của mình để đáp ứng mọi cái thị hiếu của người tiêu dùng. Ngoài bí quyết của chiếc bánh truyền thống ra, sản phẩm bánh của công ty trách nhiệm hữu hạn bánh ngọt Hữu Bình được người tiêu dùng lựa chọn vì công ty là đơn vị chấp hành tốt quy định số 42/2005 QĐ-BIT của Bộ Y tế và những quy định số 153, 173, 174 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế quy định về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước hết là điều kiện nhà xưởng của đơn vị đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, được xây dựng theo quy định một chiều. Trang thiết bị được làm bằng inox,
Bàn làm bánh và để bánh đều cách mặt đất từ 80cm trở lên. Công nhân làm việc được khám sức khỏe định kỳ và có quần áo, khẩu trang, găng tay bảo hộ theo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên liệu làm bánh được chọn lọc, có nguồn gốc nhập khẩu. Bánh không có chất phụ gia và chất bảo quản. Bánh được đăng ký và kiểm tra chất lượng. Sản phẩm bánh trung thu của công ty đã đạt nhiều huy chương và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dấu hiệu thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm cấp năm 2004. Công nhân của chúng tôi là thường xuyên được học tập huấn của các lớp huấn luyện của y tế dự phòng. Hàng năm có tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên và khám sức khỏe định kỳ đầy đủ. Trước khi vào dịp trung thu, tất cả các nguyên liệu đầu vào của chúng tôi đều được kiểm soát rất chặt chẽ. Thứ nhất là nguyên vật liệu đầu vào như là từ thịt, mỡ đều mua, trứng đều có chứng từ đầy đủ và được các cơ quan thường xuyên giám sát. Các nguyên liệu của chúng tôi lấy vào đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Mà muốn đưa được cho cái sản phẩm đến người tiêu dùng cho nó được an toàn trong cái dịp Tết Trung thu năm nay và đầy đủ các cái trên bao bì chúng tôi có ghi rõ từng loại một, trọng lượng của từng cái bánh để tránh cho người tiêu dùng mua phải nhầm mà phải các cái giá nó không đúng. Và qua dịp Tết Trung thu năm nay, công ty chúng tôi muốn phục vụ cho nhân dân được trong và ngoài tỉnh một cái Tết Trung thu an toàn. Thị trường bánh trung thu hiện nay rất phong phú và đa dạng. Đặc biệt bao bì của nhiều loại bánh trung thu được các nhà sản xuất chăm chút từng chi tiết. Nhưng chất lượng bánh vẫn là quan trọng nhất. Do đó khi đi mua, người tiêu dùng cần chú ý chọn bánh theo những tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các cái sản phẩm bánh thì theo quy định của nhà nước thì đều phải công bố, tự công bố cái tiêu chuẩn chất lượng, các cái tiêu chuẩn, các cái thành phần chất lượng trong các cái sản phẩm bánh và được cơ quan có thẩm quyền đối với tỉnh Sở Y tế sẽ có cái công nhận, và đối với các cái đơn vị tự công bố phải đảm bảo cái chất lượng của các cái sản phẩm mình đã sản xuất ra. Người tiêu dùng là hãy là những cái nhà tiêu dùng thông thái, lựa chọn có 10 nguyên tắc vàng. Ví dụ như là sản phẩm bánh Hữu Bình thì là cái sản phẩm mà được cơ quan y tế đã được công nhận và được các cái hội, ví dụ như là hội thực phẩm quốc gia đã được công nhận, và đối với công ty cũng đã tham gia và thực hiện các cái yêu cầu của tổ chức như hội thực phẩm ở Việt Nam. Và sản phẩm khi mà người tiêu dùng mua thì đề nghị là hãy quan sát kỹ trong các cái sản phẩm bánh thì có nhãn mác, và nhãn mác này có bảo hộ độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sản phẩm thì có ghi nhãn, ngày giờ, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Khi mà người tiêu dùng mua thì lưu ý. Và đương nhiên là quan sát bánh thì không có thay đổi màu, không bị mốc, không bị rắn, thì có cái độ mềm, dẻo là hợp lý. Chúng ta ăn bánh chưng vào Tết Nguyên Đán, ăn bánh trôi, bánh chay vào Tết Hàn Thực, ăn rượu nếp vào Tết Đoan Ngọ và ăn bánh dẻo, bánh nướng vào Tết Trung Thu. Đúng ngày rằm tháng 8, vừa ngắm trăng, vừa thưởng thức bánh trung thu bên chén nước trà trong cảnh đoàn tụ gia đình chính là sự ngọt ngào mà bánh trung thu, dù là truyền thống hay hiện đại, mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.